Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Yêu Chiết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 191 Vừa nghe thấy điều này, Khương Đào Hoa ngay lập tức cảm thấy lo lắng, cười gượng hai tiếng và lẩm bẩm: Ngài không phải đã đi đến núi Côn Lôn sao? Ở lại đây lâu quá sẽ không làm chậm trễ công việc chứ nhìn nàng thật sâu thiên bách mi cười ngươi nghĩ rằng trong mắt ta ngoài ngươi ra còn có điều gì quan trọng hơn còn có điều gì đáng để ta leo lên đỉnh núi tuyết cao mất kia nếu ngươi không muốn đi ta cũng chẳng có lý do gì để ở lại đào hoa sững sờ không hiểu nhìn hắn trên núi côn lôn có gì có một hang động băng ngàn năm thiên bách mi nhìn nàng và nói khi ngươi học được nội công chúng ta có thể sống trong hang động đó nơi cổ độc trong người ngươi sẽ phát tác chậm hơn nhiều ít nhất có thể sống thêm vài năm đào hoa ngạc nhiên có chốt bất ngờ nhìn hắn sư phụ thường nói rằng sống một đời phải làm những điều lớn lao mới gọi là hạnh phúc mà đồ nhi chưa muốn chết tại sao lại tìm cách sống sót như thế này hàng động băng xa cách thế giới bên ngoài dù sống lâu cũng có ý nghĩa gì ánh mắt khẽ nhúc nhích thiên bách mi hạ mắt xuống cúi đầu thở dài ngươi ngốc trong hang động băng không có những điều tầm thường của thế gian chẳng phải còn có ta sao người không muốn ở bên ta thêm hai năm à cái gì đào hoa ngạc nhiên ngài thường xuyên ghét bỏ đồ nhi mà còn muốn bị vướng bận thêm hai năm nữa đồ không biết phân biệt thiên bách mi hơi giận ánh mắt đen láy đầy bất đắc dĩ lời hữu ích không phân biệt được ta nói gì ngươi cũng tin vậy sao ngươi không kết gắn bó suốt đời với ta hắc hắc đào hoa mở to mắt biết rõ sư phụ chỉ đùa đồ nhi cũng chỉ đùa lại thôi biết rõ ngài thương yêu đồ nhi nhất nhưng còn nhiều năm như vậy ngài không thể để đồ nhi sống uổng được nếu mày nhìn nàng một lúc thiên bách mi hỏi ngươi thật sự động lòng với thừa tướng kia ngừng lại một chút khương đào hoa cười ngây ngô sư phụ lo lắng quá quả nhiên ta lo lắng thiên bách mi hí mắt đứng lên nói được rồi ta sẽ đi giết hắn ngay bây giờ. Ôi trời, đào hoa hoảng hốt, vội ôm lấy chân sư phụ, đừng. Người đó quan trọng với thiên hạ, nếu chết, tam quốc sẽ đại loạn, sư phụ nghĩ lại đi. cúi đầu nhìn tiểu tử này, ánh mắt thiên bách mi trở nên phức tạp, người rõ ràng đã động lòng. Tại sao không thừa nhận? Hắn toàn thân hơi thở loạn cả lên, mơ hồ còn có sát khí, chỉ là bị đè nén. Đào hoa cảm nhận được, ôm chặt hơn chút ít hiện tại thế cục không yên tam quốc giao chiến sắp tới đây không phải thời điểm để nghĩ đến tình cảm nhi nữa sư phụ còn không hiểu đồ nhi sao trước đại cục làm sao có thể nhớ đến tư tình vậy vẫn có tư tình thiên bách mi lúc này cũng không khác gì đứa trẻ kéo nàng đứng lên hỏi hắn có gì tốt không có gì hay đào hoa nhún vai ích kỷ lòng dạ ác độc bá đạo lại vô tình nên đồ nhi đang định rời xa. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thiên bách mi chừng mắt nhìn nàng, ngửa mặt lên trời thở dài, cả đời này ta chỉ thu nhận ngươi là đồ đệ nữ, mong rằng ngươi khinh thường nam nhân trong thiên hạ, khiến họ đều bị ngươi chơi đùa trong tay, không ngờ ngươi lại tốt hơn. Vừa rời ta nửa năm, đã bị một nam nhân thu lấy. Biểu môi, đào hoa nói, điều này không thể trách ta, ngài cũng không dạy ta trong tình huống không thể dùng mỹ thuật, phải làm sao đối phó nam nhân. Thiên Bách Mi trầm mặc, kéo dài áo choàng mẫu đơn, ngồi xổm bên cửa sổ. Sao vậy, đào hoa nhớn mày. Đừng để ý tới ta, ta chỉ nghỉ một chút. Hắn nói, sớm biết vậy, ta đã truyền võ công cho ngươi, khi không thắng được nam nhân, ít nhất ngươi có thể chạy. Hắn đã truyền toàn bộ bản lĩnh cho tỷ đệ Khương gia, Khương Đào Hoa được hắn chân truyền nhếp hồn thuật, Khương Trường quyết được bày thành võ công, vốn rất hài lòng, nhưng giờ nghĩ lại, lúc truyền võ công cho Trường quyết, nên truyền cho đào hoa cùng lúc. Chuyện cũ không thể thay đổi, chúng ta nhìn về phía trước. Đào hoa ngồi trên giường an ủi hắn, không biết võ công cũng có lợi, ít nhất thầm tại giã sẽ để lại mạng sống cho ta. Nếu phát hiện ta biết võ công, chắc chắn hắn sẽ giết ta. Hắn muốn giết ngươi, thiên bách mi sắc mặt trầm xuống, vậy ta sẽ nói chuyện với hắn. Sư phụ, đào hoa nâng chán, đồ nhi bây giờ đang sống dưới mái hiên của người khác, không thể bá đạo như vậy. Mái hiên, thiên bách mi hừ lạnh, vậy phá hủy mái hiên đó đi, đồ nhi của ta, không có lý do gì phải sống khom lưng. Vậy ngài bắt đầu từ lâm vũ viện đi, ôm cái gối vào lòng, đào hoa ngẩng đầu nhìn trần nhà, ta rất thích tranh xuân các này, ngài để đồ nhi ở đây thêm chút nữa. Vừa dứt lời, thiên bách mi phi thân bay thẳng ra ngoài. Đào hoa sững sờ, tưởng rằng hắn thật sự sẽ phá hủy mái hiên, vội vàng chạy đến cửa sổ hét, sư phụ, đừng. Nhưng thiên bách mi không ra khỏi viện, chỉ nhanh chóng bắt lấy người ẩn nấp trong bùn hoa ngoài sân, rồi ném người đó vào nhà. Ta đang không vui, nhìn người nằm trên đất, thiên bách mi bắt đầu cởi dây áo choàng. Người đã đến đây, sao không thử đấu với ta? tự yến quy giờ khóc giờ cười đứng dậy rồi đứng sau lưng khương đào hoa ta chỉ đi ngang qua xin tiền bối tha mạng tiền bối đào hoa định che miệng tự yến quy nhưng không kịp thấy hoa mắt người phía sau đã bị sư phụ mình bắt lấy tay nắm chặt cổ ngươi gọi ai là tiền bối tự yến quy sợ hãi không ngờ hai chữ này lại chọc giận thiên bách mi mặc dù vóc dáng tuấn lãng khuynh thành nhưng tóc bạc phơ rồi chẳng lẽ không gọi là tiền bối. Ngài, bao nhiêu tuổi rồi? Cười lạnh một tiếng, thiên bách mi kéo áo choàng ra, bắt đầu đánh tự yến quy. Dù không có chiêu thức rõ ràng, nhưng không để lộ sơ hở, may là tự yến quy công phu không kém, cũng kiên cường chịu đựng. Ngừng, hắn phi thân trốn lên xà nhà, khổ sở nói, ta trêu ai ghẹo ai. Ngài đánh như vậy, người khác sẽ bị chết mất. Người không phải hỏi ta tuổi sao? mặc bộ võ phục màu đỏ, Thiên Bách Mi ngẩng đầu nói, ta đang trả lời ngươi đấy. Tự Yến Quy sững sờ, cúi đầu suy nghĩ lại quyền pháp mà Thiên Bách Mi vừa đánh, sắc mặt có chút khó coi, ngài. Danh tiếng đã vang khắp thiên hạ. Hơn hắn không bao nhiêu tuổi, đã có thành tựu như thế. Trên giang hồ tổng truyền tam quốc tứ thần, Thiên Bách Mi được tôn vinh nhất, bởi vì người này dù thế nào cũng không chết, nên được gọi là người bất tử trước khi hắn thành danh, người này đã rong ruổi giang hồ nhiều năm, không ngờ chỉ lớn hơn hắn vài tuổi. điều này thật sự đả kích người khác. thiên bách mi nhìn hắn một lúc, đột nhiên nói: thẩm tại gia phái ngươi tới. không, vội ý thức phủ nhận. tự yến quy nói: ta chỉ đến xem các ngươi thế nào. hừ nhẹ một tiếng, thiên bách mi nói: chúng ta rất tốt, không cần lo lắng. đào hoa cười, ra hiệu bằng ánh mắt với hắn sư phụ không thích nhất ai nghe lén, bị bắt ra là muốn đánh gần chết, được tiện nghi còn không mau đi, chờ bị đánh tiếp à. Từ Yến Quy cực kỳ vô tội, việc thầm tại giã giao còn chưa làm xong đâu. Làm việc thất bại, mạng sống quan trọng hay nhiệm vụ quan trọng? Được rồi, Từ Yến Quy rè dặt đáp xuống đất, hướng về thiên bách mi chắp tay nói, ngài và nàng cứ tiếp tục, ta xin cáo lui trước. Thiên Bách Mi mất hứng nói, không đánh nữa. Ngày khác lại lĩnh giáo, tự Yến Quy vừa nói vừa lui, đã không còn sớm, phòng khách đã sắp xếp xong, ngài đi nghỉ ngơi sớm. Phòng khách, đó là gì? Thiên Bách Mi biểu môi, nhìn hắn rời đi, rồi quay sang đào hoa, ta phải ngủ phòng khách. Đây, đào hoa nịnh nọt cười nói, tướng phủ có quy củ riêng, đồ nhi đã xuất giá, không thể như trước kia, sư phụ nên theo thanh đài đi nghỉ ngơi mọi việc chờ đến ngày mai được rằng co hơn nửa buổi tối thiên bách mi cũng hơi mệt bọc áo choàng nói ngày mai dậy sớm luyện tập như trước kia ta sẽ kiểm tra xem công lực của ngươi có giảm sút không nuốt nước miếng đào hoa kiên trì gật đầu sư phụ yên tâm yên tâm cái gì chứ nàng đã bao lâu không luyện nhiếp hồn thuật vừa mới kiểm tra chắc chắn sẽ bị mắng thê thảm không được còn thời gian tối nay không ngủ quyết tâm, sau khi tiễn thiên bách mi đi, đào hoa liền ngồi lên giường, bắt đầu học lại những gì đã được dạy. Nhếp hồn thuật này, trên người nữ nhân thì gọi là mỹ thuật, ở thiên bách mi thì là cách thao túng lòng người, lúc trước vì yên tâm với thành quả của đào hoa, cảm thấy nàng có thể khống chế nam nhân gặp phải, nên mới yên tâm cho nàng đi, còn mình ở lại triệu quốc tìm dài dược. Ai ngờ, tiểu tử này lại không làm được như kỳ vọng. Thở dài một tiếng, Thiên Bách Mi sờ vào túi thơm bên hông. Hắn chỉ tu nhận một nữ đồ đệ, sao lại như muốn phí nửa đời tâm tư. Đang ở nơi xa lạ, hắn không có ý định ngủ, dứt khoát đứng dậy tính tòa. Khương Đào Hoa cũng không ngủ, cố gắng hồi tưởng lại những gì sư phụ đã dạy trước đây. Còn thầm tại giã trong lâm vũ viện thì khỏi phải nói, nằm trên giường nửa canh giờ cũng không ngủ được. Hắn cảm thấy quan hệ giữa Khương Đào Hoa và sư phụ nàng không đơn giản như vậy, nếu là thầy trò bình thường sư phụ sao lại bao che khuyết điểm đến mức này hơn nữa ánh mắt của khương đào hoa ánh mắt đó hắn quá quen thuộc từng thấy trong mắt mục vô ngân luôn khiến hắn cảm thấy không thoải mái dù gì cũng là thầy trò người đó chẳng lẽ không băn khoăn gì sao nhớ lại giọng nói của khương đào hoa khi nhắc về sư phụ mình hắn xoay người đứng lên đốt đèn và gọi từ yến quy ra tranh xuân các bên đó thế nào? Người không phải không quan tâm sao? Tử Yến quy biểu môi, người ta muốn đi, người cũng không định cản, sao còn quản làm gì? chương 192 Thiếp thật sự muốn đi sao? Thẩm tại giã nhíu mày hỏi. Chẳng phải người tin chắc rằng thiếp không biết đi sao? Tử Yến quy xoa ngực, vừa đau vừa khó chịu nói, vậy tại sao lại phải hỏi? Tử Yến quy, thẩm tại giã mặt lạnh nói, ngươi có thể nói chuyện dễ chịu một chút không không thể tự yến quy nằm dài trên giường cào nhầu, vừa bị người ta đánh một trận trở về lại phải đối mặt với ngươi ta không làm bị người ta đánh thẩm tại giã nhớn mày nhìn hắn từ đầu đến chân thật là hiếm thấy còn có người dám đánh ngươi như vậy sao tức giận liếc mắt tự yến quy nói ngươi tốt nhất bây giờ nên thắp hương cầu nguyện Mong rằng vị thần đó không biết những gì ngươi đã làm với Khương Đào Hoa. Nếu không với tính tình bất cần của hắn, hắn có thể giết ngươi thật đấy. Cười nhạo một tiếng, thầm tại giã ngồi xuống bên cạnh hắn, nói, nếu võ công lợi hại có thể giết ta, thì ta đã chết từ lâu rồi. Trong thiên hạ này có bao nhiêu người muốn giết hắn, nhưng bao nhiêu năm qua, không ai có thể làm được. Không phải vì hắn giỏi võ, mà bởi vì có nhiều chuyện không thể chỉ dựa vào sự dũng cảm của kẻ thất phu được rồi ta biết ngươi rất giỏi tự yến quy nhún vai cùng lắm thì hắn không giết được ngươi ngươi cũng không làm gì được hắn quyết định là ở khương đào hoa vậy quyết định của nàng là gì thẩm tại giã cắn răng không dám hỏi thẳng ánh mắt như dao đâm thẳng vào mặt tự yến quy đừng nhìn ta ta không nghe thấy gì cả tự yến quy nhắm mắt vừa đến gần đã bị phát hiện chẳng biết họ nói gì. Nhưng có vẻ Khương Đào Hoa không có ý định đi. Nghe câu cuối cùng, thẩm tại giã thở phào nhẹ nhõm, đứng lên nói, nếu vậy, người đi nghỉ ngơi đi, nếu bị thương nặng thì đến hiệu thuốc lấy thuốc. Thật là vô nhân đạo, tự yến quy phẫn nộ đứng dậy, ôm ngực đau đớn đi về ôn thanh các. Trong phủ này ai cũng là lòng lang dạ sói, chỉ có cố hoài nhu là tốt nhất. Dù trời sắp sáng, nhưng hắn vẫn quyết định đi cùng nàng đón trung thu này cuối cùng thẩm tại giã cũng an tâm chìm vào giấc ngủ nhưng sau khi ngủ giấc mơ của hắn cũng không được yên ổn trong sương mù trắng mờ khương đào hoa giống như ngồi trong lòng một bức tượng phật nhìn về phía hắn ánh mắt lạnh lùng ra ngài hối hận sao hối hận thẩm tại giã nhíu mày ta có gì mà phải hối hận hối hận vì muốn giết thiếp đào hoa cười mà không cười nói nếu ngài giết thiếp thật thì tốt rồi, đáng tiếc thiếp không chết. Không chết thì sẽ mãi ghi hận ngài. Tim đập mạnh, thầm tại dã vội vàng tiến tới, vô thức giải thích, ta không có ý định giết ngươi, ta chỉ muốn cứu ngươi. Ngươi nói dối, Khương đào hoa mắt lạnh chừng nhìn, cười nhạo nói, nếu thiếp thật sự uy hiếp được đại sự của ngài, ngài sẽ không giết thiếp sao? Sẽ không, thầm tại giã nghe thấy tiếng lòng mình, nhưng không thể thốt ra đang do dự bức tượng phật sau lưng khương đào hoa đột nhiên biến thành một người đàn ông mặc áo choàng đỏ thẫm tóc trắng bay phất phới ôm chặt khương đào hoa vào lòng người ở đây không vui thiên bách mi nói đi theo ta được đào hoa gật đầu xoay người ôm lấy eo người nọ cả hai quay đầu bước đi khương đào hoa thẩm tại giã không kiềm chế được mà đuổi theo ngươi đứng lại nàng như thể không nghe thấy lời hắn nói thân ảnh biến mất cực nhanh. Thẩm tại giã trong lòng hỗn loạn, đưa tay ra nhưng không bắt được gì. Thân thể run lên, hắn tỉnh dậy từ trong mộng, ngực đau buốt, thở hồn hển hai hơi mới lấy lại tinh thần, nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã sáng, lau mặt, thẩm tại giã đứng nhìn ra ngoài hồi lâu, đột nhiên nhớ ra điều gì, vội đứng dậy rửa mặt, khoác áo choàng và đi về phía tranh xuân các. Trời vừa tảng sáng, trong phủ đã có gia nô dậy sớm ra vào. Khi mở cửa chính tranh xuân các, bên trong lại không như thường ngày. Ngước mắt nhìn, thấy trong sân có chiếc giường lạnh lẽo, thiên bách mi và khương đào hoa ngồi xếp bằng đối diện nhau, chỉ nhìn nhau không nhúc nhích. híp mắt lại, thầm tại giã tiến tới, nhận thấy khương đào hoa như đang nhập định, mắt không đồng. Quay đầu nhìn thiên bách mi, thấy hắn lạnh lùng liếc nhìn mình, nói nhỏ, đừng quấy dày nàng đây là đang làm gì? Tu luyện mỹ thuật, thẩm tại giã trong lòng rất không thoải mái, nỗi sợ hãi từ cơn ác mộng chưa tan, sáng sớm lại thấy hai người này cùng nhau, thật sự rất bực bội. Nhưng ai biết liệu có thể bị tàu hòa nhập ma khi bị quấy dày lúc luyện công hay không? Nghĩ một chút, thẩm tại giã quyết định thành thật ngồi chờ bên cạnh, cho đến khi Khương Đào Hoa tỉnh lại. Quá lười biếng rồi, thiên bách mi lắc đầu, người đã bỏ bê bao lâu rồi? cười trột giả, đào hoa nhỏ giọng nói, dù có bỏ bê lâu như vậy, đệ tử vẫn có thể giữ ngài lại một lát đấy thôi. Với chút bản lãnh đó, người chỉ có thể chiếm chút lợi thế từ ta. Thiên Bách Mi đưa tay gõ chán nàng, nói với giọng bất đắc dĩ, nếu gặp người lợi hại hơn, họ sẽ không để ý đến ngươi như vậy. Nhìn thấy tâm tư của ngươi, họ sẽ đề phòng. Cũng đúng, đào hoa gật đầu, lờ đãng quay người lại, mới thấy thẩm tại giã đứng lặng lẽ phía sau. Giật mình, đào hoa vội chạy tới chào hỏi, chớp mắt nhìn hắn, ra sao lại đến sớm như vậy. Hắn còn muốn hỏi họ làm gì mà sáng sớm đã ở cùng nhau, có để mắt đến hắn không? Nhưng nhìn xuống, thẩm tại giã thấy trong mắt nàng đầy tia máu, lập tức nhíu mày, người đêm qua không ngủ. dụi mắt, đào hoa đáp, chỉ ngủ một lát, hôm nay sư phụ kiểm tra công khóa nếu ngươi không học giỏi công khóa, đó là do hắn dạy không tốt. Thẩm tại giã nói, không ngủ được thì đi luyện làm gì? Lời này là sao? Thiên Bách Mi nhớn mày, chạm cầm nhìn hắn nói, chưa nghe qua câu, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành là do mỗi người, sao? Những thứ ngươi dạy, không học cũng được, thẩm tại giã kéo đào hoa về phía nhà chính, để nàng ngủ một lát. Thân hình vừa động, Thiên Bách Mi ngăn đường hắn, nắm lấy tay đào hoa khó chịu nhìn hắn nói cái gì gọi là không học cũng được lời này ta không thích nghe chúng ta đang luyện công đấy ngài võ công cao cường thẩm mỗ tự nhận không phải đối thủ thẩm tại giã liếc nhìn hắn nói nhưng nếu ngài không thấy những thứ này hữu dụng vậy để nàng thử với ta xem xem có ích lợi gì không được thiên bách mi gật đầu một tay nắm lấy đào hoa nghiêm túc nói ngươi làm theo lời hắn Đào hoa ngơ ngác, nhìn thầm tại giã, rồi lại nhìn sư phụ mình, làm gì chứ? Nói những gì hắn bình thường không nói, hoặc là hắn có bí mật gì, người dùng nhiếp hồn thuật moi ra hết. Thiên Bách mi hí mắt, tốt nhất hỏi hắn vấn đề hắn sợ nhất, để hắn thấy nhiếp hồn thuật có ích lợi gì. Đào hoa hơi sợ, lặng lẽ nhìn thầm tại giã, thấy hắn đã rất tự nhiên ngồi trên giường lạnh. Không còn cách nào, nàng đành phải đi theo, Mồi xếp bằng xuống, ngây ngô cười với hắn, ra, đây là ngài yêu cầu, cũng đừng trách thiếp. Ừ, thẩm tại giã mặt không đổi sắc, tùy ngươi. Dù sao chỉ cần hắn đề phòng, nhấp hồn thuật của nàng cũng không có tác dụng. Thiên Bách Mi ngồi một bên xem cuộc vui, biết rõ tiểu đồ nhi của mình có bao nhiêu bản lãnh, cơ bản không người đàn ông nào có thể chống lại. Nhưng thẩm tại giã người này cũng không phải dễ dàng, qua một nén nhang, mắt vẫn còn trong suốt, chỉ có chút thất thần. Ra, đào hoa nhìn vào mắt hắn nói, ngài đừng chống cự, cứ theo thiếp. Thẩm tại giã cười khẩy, người muốn hỏi gì? Cũng phải chờ ngài chuyên tâm mới hỏi được. Đào hoa cười nhẹ, trong mắt ánh lên sóng biếc dịu dàng, cuốn hắn vào. Thẩm tại giã mím môi, ánh mắt cuối cùng cũng buông lỏng, đi theo nàng, mất tiêu cử. Ngài để tiền riêng ở đâu? Đào hoa hỏi. Thiên Bách Mi đang uống trà, suýt chút nữa phun ra, hoảng hốt nhìn Khương Đào Hoa, ngươi có thể hỏi câu bình thường không? Thẩm Tại Giã ngơ ngác trả lời, phòng thua chi. Đào Hoa khoát tay, ý bảo sư phụ mình yên tâm, sau đó tiếp tục hỏi, ngài có tình cảm nam nữ với Lục Chỉ Lan không? Không có. Vậy, Đào Hoa cười, ngài yêu thích ta không? Thẩm Tại Giã dừng một cái chớp mắt, rồi gật đầu, Thích nhiều không? Rất thích. Đào hoa cười, mắt sáng long lanh, lại hỏi, ngài là người ngô quốc phải không? Ánh mắt dùng mình, thầm tại giá tỉnh lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng. Nhanh như vậy đã tỉnh, đào hoa sợ hãi, vội vàng lùi lại, ngài nghe thấy được. thẩm tại giá mím môi, cau mày, nhắm mắt nói, là ta không phòng bị, lại trúng kế ngươi. Đào hoa cười gượng, bò xuống giường lạnh định chạy trốn, nhưng bị sư phụ mình giữ lại cổ áo. Không còn cách nào, là nàng tu luyện chưa đủ, thiên bách mi nhìn thầm tại dã trong mắt không có thần sắc trào phúng, ngược lại bình tĩnh nói, chính vì chưa đủ nên cần tiếp tục cố gắng. Về phần nhiếp hồn thuật có hữu dụng hay không, là tùy người mà xét. Ừ, thầm tại giã gật đầu, nhìn người trong tay hắn, vẫn khó chịu mà lấy lại, đưa vào nhà chính người ngủ đi hắn nói ta với sư phụ ngươi tiếp tục nói chuyện nói chuyện gì đào hoa chớp mắt không yên tâm nói ngài đừng thử nhếp hồn thuật với hắn hắn lợi hại hơn thiếp cẩn thận sẽ yêu hắn nói vớ vẩn thẩm tại giá kéo chăn đắp cho nàng ngươi ngủ đi đào hoa bẹt miệng ngáp một cái quả nhiên là mệt mỏi không lâu sau liền ngủ say thẩm tại giã đứng dậy đóng cửa lại rồi quay lại vào sân người thật là có ý tứ. Thiên Bách Mi dựa vào cây cột cạnh đó nhìn hắn, cười nói, các câu hỏi trước đều trả lời, sao không trả lời luôn câu cuối cùng. Để dành đến cuối mới quan trọng. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 193. Người trong cuộc thường mù mờ, còn người ngoài cuộc lại thấy rõ ràng hơn. Người này có định lực, căn bản không bị mỹ thuật của đào hoa ảnh hưởng. Thẩm tại giã mỉm cười, nhìn hắn nói, đây là chuyện nhỏ, cần gì phải hỏi nhiều. Được, ta không hỏi. Thiên Bách Mi quay người đi vào trong viện, vậy ngươi muốn tán gẫu gì với ta? Tất nhiên là về Khương Đào Hoa, thẩm tại giã đi theo hắn, thản nhiên nói, thế nàng cần tìm chỉ có ta mới có thể cho, chắc người cũng đã hỏi ý nàng rồi. Nàng không muốn rời khỏi phủ thừa tướng này. Vậy thì sao, thiên bách mi cười, nàng không muốn đi, ta sẽ ở đây cùng nàng, đến khi nàng muốn đi, ta sẽ đưa nàng đi. Thẩm tại dã nhíu mày, trong lòng trầm xuống. Hành vi của ngươi có vượt quá không? Ngươi và nàng chỉ là thầy trò. Thầy trò thì sao? Thiên Bách Mi bật cười, ánh mắt đầy dịu dàng. Từ đầu ta đã muốn lấy nàng làm vợ rồi. Thẩm tại dã sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn chừng mắt nhìn người trước mặt thật lâu mới nói: vô sỉ. Ôi trời, lúc đó nam chưa cưới nữ chưa gả sao lại vô xỉ thiên bách mi hừ một tiếng may mà bây giờ nàng đã gả cho người khác ta cũng không chê chỉ cần khi nào nàng nghĩ thông suốt và đến với ta ta bất cứ lúc nào cũng có thể mang nàng đi đây là cái gì ở sau lưng nàng gắn đôi cánh chỉ cần nàng không vui có thể rời bỏ hắn thật là chuyện hoang đường ngực khẽ phập phồng thầm tại gia nhíu mày nhìn hắn người đang ép ta để nàng lựa chọn giữa ngươi và ta người có thể làm cho nàng lựa chọn. Thiên Bách Mi hơi ngạc nhiên, lấy cái gì để ép? Người biết rõ Khương Đào Hoa quan tâm nhất điều gì? Thẩm Tại Giã nhìn thẳng mắt hắn nói, ta có thể cho Khương Trường quyết ra chiến trường, cũng có thể khiến hắn chết trên chiến trường. Thiên Bách Mi biến sắc, đột nhiên bay đến bóp cổ hắn, ngươi dám? Nếu không phải nàng ở trong nội viện của ta, Khương Trường Quyết đối với ta chỉ là một nhân vật nhỏ không đáng kể. Thẩm tại giá bình tĩnh nhìn hắn, không dãy rủa cũng không đánh trả, ngươi có thể bóp chết ta, nhưng sau khi ta chết, ngươi xem thử người ngươi quan tâm còn sống được mấy người. Thật là kẻ âm hiểm, thiên bách mi cắn răng, hắn đã sống hơn nửa đời người, lần đầu bị người bóp cổ uy hiếp. Tay đang bóp cổ họng hắn cứng đơ một hồi lâu, thiên bách mi hiếp mắt thu tay lại, giọng thấp nói, ngươi dám động đến họ một chút, ta sẽ diệt cả nhà ngươi. Thẩm tại giã khẽ cười, quay đầu nhìn vào viện này, cái gọi là cả nhà ta, ngoài nàng ra, cũng chỉ có một mình ta. Thiên Bách Mi hơi ngạc nhiên, ngươi nói dối gì thế? Cả sân này không phải toàn là nữ nhân của ngươi sao? Thẩm tại giã không định tranh cãi với hắn về vấn đề này, chỉ nói, ta sẽ không giữ thứ gì mình không kiểm soát được bên cạnh, nàng nên tự chọn, hoặc là theo ngươi, ta sẽ không can thiệp chuyện của các ngươi. Hoặc là ở lại, ngươi nên rời xa nàng. Thật bá đạo, thiên bách mi cười, theo ý ngươi, đào hoa trong mắt ngươi chỉ là đồ vật thôi sao? Thẩm tại giã không lên tiếng, thiên bách mi đi vòng quanh hắn hai vòng, quan sát từ trên xuống dưới, ngươi quyền lực khuynh đảo một phương, nắm trong tay thiên hạ, tại sao lại không tin vào bản thân như vậy? Đến mức phải dựa vào việc uy hiếp nữ nhân để cảm thấy yên lòng. Rõ ràng là ngươi quá tùy tiện, ta mới phải đưa ra quyết định này thẩm tại giã nói nếu ngươi giữ quy củ không nghĩ đến vợ người khác ta cần gì phải dùng hạ sách này ta nghĩ ngươi tự biết mình thiệt thòi với nàng không dám đảm bảo nàng sẽ luôn thích ngươi nên mới phải nói vậy thiên bách mi cười môi nhìn hắn lắc đầu nếu ngươi thật sự thích nàng muốn giữ nàng lại vậy thì tranh thủ đạt được trái tim nàng không phải tốt hơn sao dùng những thủ đoạn này có ích lợi gì thẩm tại giã cười ta không thể toàn tâm toàn ý với nàng, cũng không dám toàn tâm toàn ý, không đổi được tấm lòng chân thật, không lời nào để nói. Nhưng nàng ở lại đây là muốn hợp tác với ta, nếu giữa chúng ta không thể hoàn toàn tin tưởng nhau, thì mỗi người đi một ngả cũng được. Người đại ngụy các ngươi phức tạp vậy sao? Thiên Bách Mi rất không vui nói, một nam nhân, thích một nữ nhân còn sợ đầu sợ đuôi, người có tật xấu à? Thẩm tại giã cũng thật là không thể đánh lại hắn. nếu không hắn thật muốn lóc từng miếng thịt của người này. người chỉ biết bóp khương trường quyết, biết rõ tiểu gia hòa kia thương đệ đệ, nên mới dám coi trời bằng vung như vậy. thiên bách mi híp mắt, người không cần hỏi, nàng chắc chắn sẽ chọn ở lại để tiếp tục hợp tác với ngươi, rồi bảo ta đi. nói đến cũng thương tâm, tiểu tử từ, từ trước tới giờ không coi ta là sư phụ trong lòng, trong lòng thoải mái hơn nửa thẩm tại giã nhìn hắn, nếu đã biết quyết định của nàng, thì ngươi tự đi, hay đợi nàng đến nói với ngươi. Hừ, thiên bách mi vung áo choàng ngạo khí nói, ngươi có kế sách, ta không có đường thoát sao. Ta có thể đi, rời khỏi phủ tướng quân cũng không vấn đề gì, nhưng ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không rời khỏi kinh đô này, bất cứ lúc nào cũng sẽ theo dõi các ngươi, ngươi có thể làm khó dễ ta. Thẩm tại giã cắn răng, ít nhất buổi tối đừng qua đêm trong viện của nàng. Ôi trời, trước kia chúng ta đều ngủ cùng một phòng. Thiên Bách Mi liếc mắt, khi đó ngươi còn chưa biết ở đâu. Hít sâu một hơi, thầm tại giã cười lạnh, chuyện đã qua thì cứ cho qua, ở hiện tại nhìn lại, lại coi là gì. Hay thật, đi qua cũng chỉ là đi qua, Thiên Bách Mi nhìn vào mắt hắn, vậy ngươi đã qua, đồ đó thì sao? Đã buông xuống chưa? hơi sững sờ, thầm tại giã nhíu mày, nàng kể cả những thứ này cũng nói cho ngươi. Không, ta tự tra ngươi thôi, thiên bách mi biểu môi, ngươi là người không bỏ được quá khứ, còn lo gì nhiều về nàng. Trong viện của hắn có một nữ nhân vốn là phi tử của tiên đế, chuyện này ai cũng biết, chỉ không ai dám nói rõ. Nếu không vì tình cảm sâu đậm, hắn sao dám mạo hiểm lớn đến vậy, giữ một nữ nhân như vậy trong phù thẩm tại giã mím môi, cúi mắt nói, chuyện của ta, ta sẽ tự xử lý, không cần dạy bảo. Trời đã sáng, ta chuẩn bị rời đi. Bây giờ à, thiên bách mi không vui nói, không chờ tiểu tử tỉnh lại để nói một tiếng với nàng sao? Ta sẽ tự giải thích, thẩm tại giã hiếp mắt, dù sao ta cũng không đi xa được. Hắn chỉ nghĩ đến hai người này buổi tối cũng ở trong cùng một sân, liền không được tự nhiên dù hắn ra ngoài phủ không có tác dụng lớn nhưng ít nhất cũng làm hắn đỡ ác mộng buổi tối có thể giữ nàng sẽ không để lúc hắn không biết người kia đã biến mất thiên bách mi nhìn hắn vài lần tiêu sái rời đi dù sao trong trời đất này hắn đi đâu cũng tự tải muốn gặp tiểu tử cũng chỉ là thêm vài bước nhưng nghĩ lại nàng gặp phải một nam nhân rất khó dây dưa không hung hăng cũng không cứng rắn đột ngột bóp người ta uy hiếp loại người này. Không trách nàng không đối phó được. Nhìn hắn đi, thầm tại giã mới thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa đi vào, cùng Khương Đào Hoa ngủ bù. Cả đêm ác mộng, hắn cũng đang mệt. Trời dần sáng, trong phủ tướng quân vẫn yên tĩnh, có người ngồi trước bàn trang điểm chăm chút cho mình, lông mày vẽ nhẹ, môi đỏ thắm, giữa chán họa một đóa hoa mai, mặc bộ quần áo duy nhất mang ra từ trong cung. Lục chỉ lan ngắm mình trong gương, cười và hỏi Phương Nhị phía sau, đẹp không? Phương Nhị là người thầm tại giá phái tới, trước kia liên tục hầu hạ nàng trong cung, nàng xuất cung, Phương Nhị cũng đi theo. Đẹp, Phương Nhị nói, nhưng ngài rất lâu không có hứng thú như vậy, ăn mặc đẹp như vậy, là muốn cùng tướng ra đi đâu sao? Hôm nay không phải cùng hắn ra ngoài, Lục chỉ lan cười, hôm nay chúng ta đi tế bái tiên đế. Phương Nhị cả kinh, sắc mặt trắng bệch chủ tử ta với thẩm tại giã đã thanh toán xong sổ sách lục chỉ lan nói đón lấy để trả nợ tiên đế cũng nên trả hết một lần phương nhị rất sợ suy nghĩ hồi lâu mới nói chúng ta hiện giờ không vào được hoàng lăng cần gì phải đi chuyến này chưa nói muốn đi hoàng lăng lục chỉ lan cười ta hiện giờ đâu có tư cách vào ngươi đừng lo ta sẽ không hãy tiếp tục dịch và chỉnh sửa cho đến hết chưa nói muốn đi hoàng lăng lục chỉ lan cười ta hiện giờ đâu có tư cách vào ngươi đừng lo ta sẽ không tự chôn mình theo tiên đế nàng sớm đã không còn tư cách đó phương nhị nhẹ nhàng thở phào xem như yên tâm chỉ cần nàng đừng làm chuyện điên rồ còn lại thì dễ nói nô tỳ sẽ đi chuẩn bị ngựa xe được lục chỉ lan gật đầu ngồi trong phòng đợi khi phương nhị chuẩn bị xong nàng nâng váy cùng nàng ra ngoài suốt đường đi, nàng mỉm cười, làm Phương Nhị cảm thấy yên tâm hơn. Người thật sự đang vui sao? Trong đầu vang lên tiếng minh đức đế, lục chỉ lan sững sờ. Cảnh vật trước mắt chuyển đổi thành cảnh tượng trong chỉ lan cung, nàng đứng trước cửa sổ ngây ngô cười, hắn từ sau tiến vào, ánh mắt tràn đầy chiều mến, vui mới cười được, buồn thì chỉ biết khóc. Nô tỳ không buồn, miệng nàng cứng rắn, nô tỳ rất tốt. Mình đức đế thở nhẹ một tiếng, đưa tay ôm nàng vào lòng, thấp giọng nói, ngươi cần gì phải tỏ ra mạnh mẽ với chấm. Lục chỉ lan ngẩn người, đưa tay ôm lại hắn, cuối cùng không kiềm được mà khóc qua lên. Nàng nghĩ rằng mình đã không còn đau khổ, dù sao người cũng đã chết, nàng còn có thể dựa vào thẩm tại giã mà sống, món nợ này kiếp sau trả cũng không sao. Nhưng khi thanh toán xong với thầm tại giã, nàng cảm thấy mọi thứ bị đè nén bấy lâu nay đều trỗi dậy dây dưa gặm nhấm khiến nàng đau đến không muốn sống người hiểu nàng nhất trên đời đã chết bị nàng tự tay giết không ai còn hiểu nàng cười là khóc cũng không ai còn ôn nhu nói với nàng rằng mọi việc đã có hắn ở đây tự gây nhiệt không thể sống nàng không thể tha thứ cho mình huống chi là hắn quả là chi tiết đau lòng chủ tử phương nhị sợ hãi vội vàng đỡ lấy nàng, ngài làm sao vậy? chương 194 Trước đây còn cười, sao bỗng nhiên lại khóc? Lục chỉ lan chân tĩnh lại, nhận ra trước mặt không có ai, liền nhanh chóng lau khô nước mắt, chỉnh lại trang phục, rồi cười nói, đột nhiên nhớ đến một chuyện buồn. Chỉ là buồn bã một chút thôi, còn bao xa nữa mới đến. Chúng ta không thể vào hoàng lăng, chỉ có thể lên núi cửu trọng gần đó, ngài có thể nhìn từ xa chỉ cần tế bái một chút là đủ. Được, Lục Chỉ Lan đồng ý, ngoan ngoãn tựa vào vách xe chờ. Khi đến nơi, nàng ôm đồ tế bái xuống xe, quay lại nhìn Phương Nhị cười nói, ta sẽ tự mình đi lên. Các người không cần theo. Nhưng mà, Phương Nhị nhíu mày, nếu trên núi có dạ thú thì sao? Hay là mang theo hai người tùy tùng lên đi? Không cần, Lục Chỉ Lan nói, ta đã đến nơi này rồi. Ban đầu nàng đã ở đây, giả vờ là dân nữ lạc đường để gặp minh đức đế kế hoạch này thật táo bảo người khác làm chắc chắn sẽ thất bại nhưng không hiểu sao minh đức đế thông minh cả đời khi thấy nàng lại có ánh mắt dao động tin tưởng và cho nàng cơ hội nói chuyện người tên gì hắn hỏi dân nữ lục chỉ lan nàng trả lời khẽ bị vị hôn phu bỏ rơi trong núi tưởng rằng sẽ phải chết trong bụng sói cảm ơn hoàng thượng cứu giúp mọi thứ đều bắt đầu từ lời nói dối. Nàng chưa bao giờ nói thật với mình đức đế, lúc đó còn nhớ thương thầm tại dã nên bịa ra vị hôn phu. Không ngờ lời nói dối này lại khiến mọi việc diễn ra thuận lợi. Hoàng đế yêu thương nàng vì đã gặp phải vị hôn phu nhẫn tâm như vậy, dẫn nàng cùng nhau leo lên núi cửu trọng. Nghe nàng kể không ít chuyện, cuối cùng cười nói, chấm chưa từng gặp người phụ nữ như ngươi, hay là cùng chấm về cung thử xem cuộc sống trong cung thế nào. Lục chỉ lan có chút ngạc nhiên, vì họ sắp xếp nàng gặp hoàng đế ở núi cửu trọng, thực ra chỉ là bước đầu tiên để xem nàng có hợp mắt hoàng đế không, nếu hợp thì sẽ có sắp xếp khác. Không ngờ Minh Đức Đế vừa gặp đã muốn mang nàng về cung. Lục chỉ lan sững sờ gật đầu, rồi ngạc nhiên nhìn hắn hỏi, dân nữ khó tránh khỏi còn có hình bóng vị hôn phu. Hoàng thượng sẽ không để ý, chính vì thế mới thú vị. Mình đức đế cười nói, người không biết sao, quân vương đều thích chinh phục, bất kể là lãnh thổ hay phụ nữ. Nàng bật cười vì câu nói đó, suy nghĩ một chút, rồi đặt tay vào lòng bàn tay hắn. Tưởng rằng cả hai đều không thật lòng, nàng nghĩ rằng cuộc sống trong cung sẽ không dễ dàng. Ai ngờ sau khi vào cung, mình đức đế dồn hết ba nghìn sùng ái cho nàng, cưng chiều hết mức, muốn gì được nấy lục chỉ lan cảm nhận được ban đầu minh đức đế chỉ muốn chinh phục nàng nhưng theo thời gian hắn cũng thật lòng từ từ tháo bỏ hết phòng bị buông bỏ dáng vẻ đế vương ôn nhu ôm nàng nói người nói cho trẫm vị hôn phu của ngươi là ai trẫm sẽ cho người giết hắn giờ khóc giờ cười nàng không thể phủ nhận rằng được dùng ái là một cảm giác thật tuyệt khiến nàng từ từ cũng đặt người này vào trong lòng trước khi gặp thầm tại dã, nàng luôn bình thản nhưng sau khi gặp, nàng mới nhận ra trong lòng không phải không có oán giận, cũng không thể hoàn toàn thở ơ. Sự ôn nhu sủng ái của Minh Đức Đế không thể xóa bỏ chấp niệm của nàng, vì vậy một bước sai, cả bước đều sai. Hai người các ngươi là huynh muội sao? Khi họ gặp nhau, Minh Đức Đế thở phào, chấm còn mãi không tra được lai lịch của Lan Nhi, nếu như vậy thì chấm yên tâm rồi. Chấm và trầm ái khanh có Lan Nhi, chậm nhất định sẽ càng thêm tín nhiệm ngươi. Đây chính là mục đích của họ, nàng đã giúp họ đạt được, nhưng từ đó nàng luôn sống trong sự áy náy với Minh Đức đế và oán hận với thầm Tại Dã, ngày đêm chăn trở, không được yên giấc. Bây giờ nghĩ lại, nếu nàng sớm buông bỏ thì tốt, an tâm theo bên cạnh Minh Đức đế, bầu bạn với hắn thì tốt biết bao. Nhưng dù nàng nghĩ như vậy, họ cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Tính mạng của người lục gia vẫn nằm trong tay thầm tại dã mỗi khi hắn và nàng không hợp lời, hắn đều mang ra để uy hiếp. Dù biết hắn chỉ nói ngoài miệng, nhưng nàng biết, dù thầm tại dã không ra tay, tiêu thường an cũng sẽ ra tay. Nàng chỉ là con cờ trong tay họ, tránh không được cũng không thoát được. Từ từ leo lên đỉnh núi, gió thổi làm tay áo nàng tung bay. Lục chỉ lan thở phào nhẹ nhõm, lấy từ trong túi quần áo ra một hộp rượu, uống một ngụm rồi ngồi xếp bằng xuống việc ta cần làm cũng đã làm xong nàng nhìn về phía đối diện hoàng lăng trên sùng tiên sơn cười nói trên đời này ta không có lỗi với ai trừ ngươi ta không có tư cách chôn cùng ngươi trên đường hoàng tuyền ngươi có lẽ cũng không muốn gặp lại ta nên ta sẽ không đến đó ở lại đây thôi nàng lấy hương án ra thắp ba nén hương rồi cắm vào lư hương sau đó lấy ra hai cây chén và một lọ thuốc chén trà cuối cùng đó dễ uống không? Nàng cúi mắt, nếu ngươi cẩn thận hơn một chút, cho người kiểm tra trà trước khi uống, cũng không đến nỗi rơi vào hoàn cảnh này. Dù gì cũng là đế vương, sao lại có thể ngây thơ như vậy? Mở lọ thuốc, đổ tiêu giao tán vào chén trà, lục chỉ lan khẽ cười, lẩm bẩm bây giờ ngươi đã uống mạnh bà thang, ta đuổi theo ngươi là vừa vặn. Lần này ta sẽ buông bỏ tất cả, trong lòng không còn ai khác, khi đuổi theo ngươi ta nhất định sẽ nói thật. Dân nữ lục chỉ lan, toàn tâm toàn ý ái mộ hoàng thượng, chỉ cầu hoàng thượng cho dân nữ kết bạn cùng ngài, nhất định một đời một kiếp, mãi mãi không rời xa. Phương Nhị và những người khác cuối cùng cảm thấy không ổn, liền đuổi theo vào trong núi. Nhưng khi họ đến nơi, lục chỉ lan đã ngửa đầu, món tay thon nhỏ cầm chén trà, đôi môi khẽ nhếch uống cạn chén trà trong tay. Gió thu ảo ảo, thổi tung váy và tay áo của nàng. Phương nhị hét lên một tiếng, thấy chủ tử của mình quay đầu lại, mỉm cười quyến rũ với nàng, môi đỏ răng trắng, trong mắt lấp lánh ánh sáng, rồi chậm rãi ngã xuống. Tiêu giao tán, để tiêu giao, giải thoát yêu phiền thế gian, thoát khỏi nỗi khổ. Không thể chôn ở một ngọn núi, thì uống cùng một loại độc đi. Phương nhị ngẩn người, loạn trọn chạy tới, ôm lấy thân thể nàng, thăm dò hơi thở, rồi sững sờ hồi lâu. Núi cửu trọng và sùng tiên sơn cách xa như vậy, sao nàng lại cam lòng chết ở đây? Chủ tử, trong cổ họng nghẹn ngào, Phương Nhị ôm thi thể của nàng, không kìm được mà khóc lớn. Nàng luôn bầu bạn bên cạnh chủ tử, chỉ có nàng biết rõ chủ tử dẫy dụa và đau khổ, biết rõ nàng không cam lòng và bất đắc dĩ. Tưởng rằng nàng có thể bình thản sống hết đời này, chẳng phải còn muốn đoạt lại tướng ra sao? chẳng phải không muốn chôn theo minh đức đế sao tại sao tại sao lại chọn con đường này trong lúc ngủ say thầm tại giã không hiểu vì sao bị đánh thức đứng dậy mờ mịt nhìn quanh nhíu mày đào hoa chờ mình cũng tỉnh dậy mắt đầy ưu tư bên ngoài xảy ra chuyện gì sao sao vậy thẩm tại giã nhớn mày người ngủ mà vẫn cảm nhận được có chuyện không hay sao từ từ ngồi dậy tóc đào hoa rối bù cau mày nói đột nhiên cảm thấy lòng chua xót, không biết là trong mơ hay cái gì, giống như có ai đang khóc. Thẩm tại giã dừng lại, cẩn thận lắng nghe bên ngoài. Quả thật có người đang khóc. Phương nhị khóc trở lại, quỳ ngoài cửa tranh xuân các hô to, tướng ra. Trong lòng nhảy dựng, thầm tại giã vội xoay người xuống giường, khoác áo rồi mở cửa, chuyện gì vậy? Chủ tử, chủ tử ở trên núi cửu trọng, Phương nhị vừa dập đầu vừa nói, xin ngài đi xem một chút, nô tỳ không thể đưa nàng trở lại. Núi cửu trọng, thầm tại giã nhíu mày, lập tức bảo chạm lô chuẩn bị xe. Chạm lô vâng lệnh, trong phòng đào hoa cũng gấp rút đứng dậy, ven tóc ra sau, mặc xiêm y rồi theo thầm tại giã ra cửa. Mang không trở lại là sao? Khi ngồi trên xe, thầm tại giã khó hiểu, nàng định ở lại trên núi sao? Đào hoa nhíu mày, không hiểu sao lòng lại trầm xuống khó chịu. Phương Nhị suốt đường cứ khóc, hỏi gì nàng cũng không nói, chỉ dục họ nhanh đi. Thẩm tại giã nghĩ, cùng lắm thì lục chỉ lan chỉ là say khướt không chịu rời đi, vậy hắn sẽ đánh nàng hôn mê mà mang về. Nhưng dù sao hắn cũng không ngờ, trên núi cửu trọng lại nhìn thấy thi thể của lục chỉ lan. Sắc mặt tái xanh, thân thể cứng ngắc, vẻ mặt lục chỉ lan nhu hòa, như chỉ đang ngủ. Nhưng khi chạm vào, thi thể lạnh lẽo truyền đến, khiến người ta sợ hãi tận xương tùy. Đào hoa mắt choáng váng, ngẩn ngơ nhìn nàng, sao có thể như vậy? Ai làm? Sắc mặt thầm tại giã rất khó coi, đưa tay cầm chén trà bên cạnh, nhìn thấy ba nén hương đã cháy hết, không kìm được nhắm mắt lại. Nàng đã tự sát, đào hoa mím môi, quỳ bên cạnh, cau mày nói, ta tưởng nàng đã buông bỏ minh đức đế rồi. Đúng vậy, thẩm tại giã đưa tay cầm khăn đắp lên mặt nàng, ta cũng nghĩ nàng đã buông bỏ. Hóa ra thời gian dài dây dưa với hắn, không chỉ để tiêu tan chính nàng, mà còn để giảm bớt sự phòng bị của hắn. Hắn luôn đề phòng nàng tự sát, nghĩ rằng nàng đã từ bỏ, nên không cho người giám sát nàng nữa, không ngờ. Lục chỉ lan từ khi nào trở nên thông minh như vậy? Trong lòng buồn bã cực kỳ, thầm tại giá định ôm nàng lên, dù sao cũng muốn chọn nơi tốt để nàng an nghỉ. Ai ngờ khi vươn tay lên mới phát hiện, thi thể của nàng nặng đến mức hắn không nhúc nhích được chút nào. Chuyện gì xảy ra, thẩm tại giã nhíu mày, quay đầu nhìn Phương Nhị, các ngươi làm gì? Phương Nhị lắc đầu, nức nở nói, bọn nô tỳ không làm gì cả, nhưng gọi hộ vệ đến cũng không nhấc được chủ tử. Nên nô tỳ mới đi mời ngài đến. Thi thể cũng chỉ là sức nặng của một người, sao lại nặng như vậy? Thẩm tại giã nhíu mày, ánh mắt lặng lẽ nhìn lục chỉ lan trên mặt đất, thấp giọng hỏi, ngươi không muốn rời đi phải không? Ở đây có gì tốt, cách hoàng lăng rất xa, cũng không phải là nơi phong thủy tốt. Khương đào hoa đỏ mắt, nhìn nàng một lúc, hỏi thầm tại giã, ngài có từng nghe qua câu chuyện về vong hồn đầy tử chưa? Chương 195 Linh hồn đầy tử đó là ai? Thẩm tại giã nhíu mày hỏi, đào hoa nói, người đó từng là một phi tần được hoàng đế sủng ái, nhưng sau này bị thất sủng và qua đời trong cung. Khi mọi người nâng quan tài của nàng qua cửa cung, đột nhiên quan tài trở nên nặng như một ngọn núi, không ai có thể nhấc nổi. Chỉ đến khi hoàng đế chạy tới, vuốt quan tài và gọi tên nàng, quan tài mới trở lại bình thường và có thể được khiêng đi. Sau một chút dừng lại, thầm tại giã nhìn lục chỉ lan, cười khổ, chẳng lẽ ta phải để Minh Đức Đế sống lại để gọi tên nàng sao? Không, đào hoa lắc đầu, thiếp muốn nói là, trước khi chết, nàng nhớ nhất Minh Đức Đế. Mặc dù đỉnh núi này cách Hoàng Lăng rất xa, nhưng từ đây có thể nhìn thấy sùng tiên sơn, vì vậy nàng không muốn rời đi. Chàng nên phân phó người chuẩn bị quan tài và chôn nàng ở đây, nghĩ rằng đó cũng là nguyện vọng của nàng. Thẩm tại ra im lặng, sau một hồi lâu mới nhẹ gật đầu quay lại bảo chạm lô đi chuẩn bị hậu sự cho lục chỉ lan trên núi gió rất mạnh chàng định rời đi nhưng lại nhìn người đang nằm trên đất và tìm chỗ ngồi xuống bên cạnh nàng nàng đã nợ minh đức đế rất nhiều chàng nói khẽ ta cũng nợ nàng không ít đào hoa đưa tay nhéo nhẹ bàn tay lạnh buốt của chàng nâng như trong lòng bàn tay và thổi hơi ấm kiếp sau ngài nhớ cũng chỉ là nàng thôi người ta thật sự tin có kiếp sau sao Thẩm tại giã quay đầu nhìn nàng, hỏi một cách nghiêm túc. Ngài muốn nghe sự thật sao? Đào hoa nghiêng đầu, sự thật là không có, cho dù có kiếp sau, ai sẽ còn nhớ ai? Nói sẽ hoàn lại kiếp sau, đơn giản là vì đời này không thể chịu trách nhiệm, hoặc không muốn chịu trách nhiệm, nên tự an ủi mình thôi. Ánh mắt phức tạp nhìn nàng, thầm tại giã nói, vậy ngươi đang an ủi ta hay đang trách ta? Thiếp đâu có tư cách trách ra, đào hoa thở dài, ra từ đầu đến cuối không làm gì sai con đường là nàng tự chọn quyết định là nàng tự làm sao có thể trách ngài được chỉ là người ta thường có tâm lý giận cá chém thớt một người vì tình mà chết khi không tìm được ai để trách sẽ trách người mà nàng yêu nàng yêu ngươi như vậy tại sao ngươi không thể yêu nàng có lẽ nếu ngươi yêu nàng từ trước nàng sẽ không phải chết bây giờ nhưng tâm lý này thật không công bằng người bị yêu không hề có lỗi gì cả thẩm tại giã ừ một tiếng, tâm trạng rất xa sút cúi mắt không nói gì, chờ người đến lo liệu hậu sự. Quan tài được mang lên, nhưng không ai nhấc được thi thể lục chỉ lan, không còn cách nào khác, họ phải đào bùn đất xung quanh nàng, nghĩ sẽ chôn trực tiếp. Thẩm tại giã đứng dậy, bỏ quan tài, tự tay móc bùn đất dưới thân lục chỉ lan, đặt nàng nằm xuống hố, sau đó chôn cất theo nghi thức. Cuối cùng đậy nắp quan tài, lấp đất và dựng bia mổ. Văn bia cũng do chính chàng khắc, ghi lục thị chỉ lan, hướng về phía hoàng lăng, dâng hương và cùng khương đào hoa hành lễ. Đào hoa hỏi, ra có hối hận không? Hối hận, không cần hỏi rõ, thầm tại giã nhìn bia mộ và nói, nếu có thêm cơ hội, dù phải cắt đứt chân nàng, ta cũng sẽ giữ nàng ở lục ra, không để nàng ra ngoài. Nhưng nếu không dẫn nàng ra, nàng sẽ mãi sống trong chấp niệm đối với hắn, cả đời khó mà tiêu tan và cũng sẽ không gặp được Minh Đức Đế, người yêu thương nàng. Được cái này, mất cái kia, đào hoa im lặng thở dài, đứng trên núi một lúc, cuối cùng cùng thẩm tại giã trở về phủ. Vừa tới cửa phủ, thẩm tại giã liền bị gọi đi, nói là trong triều đình có chuyện. Đào hoa một mình trở về tranh xuân các, đang định ngồi uống chén trà nóng thì phát hiện sư phụ mình đang nằm trên giường, tóc trắng tán loạn, áo choàng mẫu đơn vẫn rất kiêu xa. Tiểu tử, ta bị nam nhân của người ức hiếp, vừa thấy nàng, thiên bách mi liền phàn nàn, hắn đuổi vi sư ra khỏi phù. Đào hoa gật đầu, bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh, có thể đuổi ngài ra ngoài, chứng tỏ ngài cũng tự nguyện, nếu không hắn cũng không làm gì được ngài. Chỉ phản ứng thế thôi sao, thiên bách mi nhíu mày, ấm ức nói, người quả nhiên thiên vị hắn. Đào hoa im lặng không nói, nhận ra điều gì đó không ổn, thiên bách mi trở nên nghiêm túc, nhìn nàng hỏi, có chuyện gì vậy? Lục Chỉ Lan đã chết. Đào Hoa nói nhỏ, nàng rất yêu thầm tại dã, vì hắn giết người mình yêu, và giờ thì tự tử vì người đó. Đợi chốt thiên bách mi nhíu mày, thích qua thích lại là sao? Đào Hoa không nói, ánh mắt ngẩn ra. Thiên bách mi nhìn, cảm nhận được nỗi khổ sở trong lòng nàng, liền vội vã đưa ngụm trà nóng, sau đó vỗ nhẹ lưng nàng và nói. Có chuyện không nghĩ ra thì nói với sư phụ đừng tự mình cân nhắc. Đồ Nhi không có gì không nghĩ ra. Đào Hoa nói, Đồ Nhi biết rõ đó là lựa chọn của nàng, không có vấn đề gì với ai cả. Chỉ là Đồ Nhi không biết hắn có nghĩ như vậy không, có thể suốt đời sống với nỗi ái náy với nàng hay không. Mặc dù nghe có vẻ khó hiểu, nhưng Thiên Bách Mi vẫn hiểu ý nàng, sắc mặt trở nên nghiêm túc, tiểu tử, ngươi chưa hiểu rõ nam nhân. Ừ, nàng ngước lên nhìn hắn, hỏi sư phụ hiểu rõ lắm sao nói nhảm hắn chính là nam nhân mà thiên bách mi thở dài nam nhân có anh hùng tình kết không chỉ trong công việc mà cả trong tình cảm họ cũng tin rằng si tình là nam nhân tốt vì vậy sau khi trải qua một mối tình họ luôn nhớ mãi người phụ nữ đó dù sau này có người phụ nữ khác họ vẫn thích treo hình ảnh người cũ trong lòng để tự cảm động người phải tin rằng tình cảm của hắn không sâu đến mức đó chớp mắt mấy cái, đào hoa nói, thẩm tại giã dường như không có tình yêu nam nữ với nàng, chỉ là đơn thuần ái náy. Ái náy thì không cần lo lắng, thiên bách mi nói, dù sao nàng đã chết rồi, hắn không có cách nào đền bù, cũng không thể cấm hắn nhớ đến nàng. Không ảnh hưởng đến ăn cơm ngủ, ngươi chẳng lẽ còn muốn so đo với hắn. Đào hoa nhíu mày, suy nghĩ một lát mới nói, thực ra không liên quan gì đến ta. Đồ Nhi không phải muốn so đo gì chỉ cảm thấy hơi khổ sở. Có thể vì kết cục của lục chỉ lan quá thảm, nhìn nàng chăm chú một lúc, ánh mắt thiên bách mi phức tạp, dừng lại một hồi lâu mới nói, ngươi chẳng lẽ không nhận ra, ngươi đang ghen với người đã chết sao? Cái gì, đào hoa giật mình, nhíu mày nhìn hắn, sư phụ đừng nói nhảm, ta và lục chỉ lan chỉ là quen biết một thời gian, không có gì, ta ghen làm gì? Vì nàng đã chết, sẽ luôn có vị trí trong lòng thầm tại giã thiên bách mi nhún vai còn ngươi vẫn chưa xác định được hắn có tình ý gì với ngươi